Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 31 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, sau khi mà Thích Huyền Minh rời đi, mọi người dưới đài không còn vội vàng lên đài nữa. Bởi vì trước đó nhà họ Ni đã nói rồi, là thương nhẹ hay thương nặng đều do Trường Sinh quyết định. Giờ đây muốn lên đài kiếm chút bạc e rằng không được nữa. Đừng nói rằng chưa được lợi lộc gì thì đã bị đánh trong một trận rồi. Tâm tư của mọi người dưới đài thì khác nhau. Có không ít người luyện võ muốn so tài cao thấp với Trường Sinh. Nhưng sau khi mà xem Trường Sinh tỉ võ với cả Thích Huyền Minh, không ít người bắt đầu chùn bước. Bởi vì họ phát hiện ra Trường Sinh không chỉ giỏi về thân pháp quỷ dị và tấn công nhanh, mà tu vi linh khí của hắn cũng rất là tinh thuần. Thậm chí dám đối đầu trực tiếp với cả đại lực Kim Cương Trưởng, nổi tiếng về sự mạnh mẽ. Rõ ràng hắn không phải là người chỉ biết dùng đến mưu mẹo, mà còn là một cao thủ nội ngoại kiêm tu. Người đời thì có rất nhiều khuyết điểm. Một trong số đó là tự cho mình là đúng, tự cao tự đại, luôn cảm thấy mình khác biệt với cả người khác. Những việc người khác làm không tốt thì mình có thể làm tốt. Có không ít người suy nghĩ như vậy. Dù Trường Sinh trước đó đã thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, nhưng vẫn có không ít người mù quáng tự đại, lấy trứng chọi đá. Sau đó lại có 5 người lên đài khiêu chiến. Trường Sinh thắng cả 5 trận. 5 người khiêu chiến này chỉ có một người toàn thân trở ra, 4 người còn lại đều bị hắn đánh gãy chân trái. Cái người toàn thân trở ra đó là đấu tay không, hơn nữa thái độ thì khiêm tốn. Tục ngữ nói, nắm đấm ác không đánh người mặt cười. Đối với cả những đối thủ không có nhiều địch ý, Trường Sinh cũng chỉ đánh xuống đài, không ra tay nặng. Mà 4 người bị đánh gãy chân trái đều là người sử dụng binh khí. Dùng binh khí đối với cả tay không thì rất là không công bằng. Mà đây cũng chính là lý do hắn ra tay tàn nhẫn. Phúc do mình tạo mà họa cũng do mình gây ra. Một người cuối cùng sẽ có kết cục gì thì hoàn toàn do những việc mình làm trước đó quyết định. Đã dùng binh khí đối đầu với cả tay không thì đừng trách người ta ra tay không đương tình. Liên tiếp đánh gãy 4-5 cái chân thì mọi người dưới đài mới rút ra được bài học, ồn ào bàn tán. Mà tâm trạng của Trường Sinh lúc này cũng vô cùng nặng nề. Điều khiến cho hắn nặng lòng không phải là tỷ võ chiêu thân, mà là sự ngu muội và chậm hiểu của người đời. Trước đó hắn đã đánh gãy một cái chân rồi. Dù một trận không phát hiện ra manh mối, nhưng đánh gãy hai cái chân thì mọi người cũng nên phát hiện ra quy luật rồi mới phải. Tại sao còn cứ dùng binh khí để mà khiêu chiến? Chả lẽ bọn họ không biết dùng binh khí đối đầu với cả tay không là rất không công bằng hay sao? Đến đây thì Trường Sinh đã thắng 9 trận liên tiếp, tiền thưởng đã lên đến 25.000 lượng. Tuy nhiên dù đánh đến lúc này, nhưng mà dưới đài vẫn có những kẻ ngu ngốc. Thấy Trường Sinh liên tiếp đánh gãy chân trái của người khiêu chiến, nhưng lại không biết lý do hắn ra tay tàn nhẫn, chỉ cho là hắn máu lạnh vô tình, không còn dám dễ dàng lên đài khiêu chiến nữa. Nhưng mà họ hồ đồ như vậy thì cũng là tốt. Ít người khiêu chiến thì cũng có thể tiết kiệm chút sức lực của Trường Sinh. Số trận thắng liên tiếp càng nhiều thì mọi người dưới đài càng không dám dễ dàng khiêu chiến. Nhưng theo thời gian trôi qua, những người luyện võ ở khắp nơi trong thành Trường An lần lượt kéo đến. Những người đến sau này thì không thấy Trường Sinh tỉ võ với cả người khác, không biết hắn lợi hại, liền dám lên đài khiêu chiến,
kết quả có thể tưởng tượng được. Cho đến giờ Tí ba khắc, Trường Sinh đã thắng 15 trận liên tiếp. Số tiền thưởng đã lên đến con số kinh người, là đã hơn 1.600.000 lượng bạc. Để tiện tính toán thì nhà họ Ni trực tiếp quy đổi thành 16 vạn lượng vàng. Đến lúc này thì Trường Sinh phát hiện dù là Ni Đại Phúc hay là những người xem giới đài đều có thái độ thay đổi lớn đối với hắn. Tất cả mọi người đều hy vọng hắn tiếp tục thắng, giữ vững thành tích bất bại của mình. Trong lúc mà chờ người khiêu chiến lên đài, Trường Sinh nhân cơ hội suy nghĩ tại sao thái độ của mọi người đối với hắn lại thay đổi như vậy. Rất nhanh hắn đã hiểu ra nguyên nhân. Ni Đại Phúc và những người khác hy vọng hắn thắng là bởi vì tiền thưởng hắn nhận được đã cực kỳ lớn. Nếu như hắn thua giữa chừng thì nhà họ Ni sẽ phải trả số tiền thưởng này. Mà dù nhà họ Ni có giàu có đến đâu đi nữa thì 16 vạn lượng vàng đối với cả bọn họ cũng không phải là một con số nhỏ. Còn về thái độ của mọi người dưới đài đối với cả hắn từ thù địch chuyển sang ủng hộ, đó là vì mọi người đã thần thánh hóa hắn. Khi mà một người giỏi hơn những người khác một chút sẽ khiến cho mọi người ghen tị. Nhưng mà khi một người giỏi hơn người khác quá nhiều thì người đời sẽ coi hắn như là thần. Không chỉ là không ghen tị mà còn kính sợ, thần phục và tôn trọng nữa. Cái gọi là cây cao đón gió là bởi vì cây đó chưa đủ lớn, gió vẫn có thể thổi lay động. Cái gọi là người nổi bật giữa đám đông ắt bị gièm pha, đó là bởi vì người đó chưa đủ xuất sắc, nhưng người bên dưới vẫn có thể với tới được hắn. Theo thời gian trôi qua thì tin tức về cuộc tỷ võ lan truyền. Càng ngày càng có nhiều người từ khắp nơi ở thành Trường An đến xem. Không chỉ là quảng trường chật kín người, mà xung quanh phủ Ni cũng toàn là người. Bao gồm cả mái nhà và tường của những ngôi nhà xung quanh phủ Ni cũng đều chật kín người cả rồi. Phủ Ni thì ngoài cổng chính còn có cổng phụ và cổng sau nữa. Cổng chính thì không có ai vào, nhưng người từ bên trong phủ Ni rõ ràng là tăng lên nhiều. Từ trên võ đài không thể nhìn thấy tình hình cụ thể trong sân, nhưng lại có thể nhìn thấy người hầu và nha hoàn bận rộn qua lại trong vài lối đi. Chắc chắn là có không ít khách quý quan trọng đến từ cổng phụ và cổng sau. Phủ Ni là đang bận rộn tiếp đón. Cho đến gần giữa buổi trưa, Trường Sinh đã thắng liên tiếp là 17 trận. Tiền thưởng đã lên tới 64 vạn lượng vàng. Trường Sinh không biết nhà họ Ni rốt cuộc là có bao nhiêu tiền, nhưng hắn biết con số khủng khiếp như vậy đã có thể khiến cho nhà họ Ni tổn thất nặng nề. Vào đúng giữa buổi trưa, Ni Đại Phúc gõ chiêng, tạm thời dừng nửa canh giờ, bổ sung thức ăn và nước uống. Từ trong sân đi ra một gia đình xách hộp gỗ và ấm trà. Ni Thần Y thấy vậy vội vàng bảo nha hoàn bên cạnh gọi gia đình mang cơm đến, bảo hắn mang hộp cơm và ấm trà lên lầu. Ni Thần Y thì không mở hộp cơm ra, cầm đũa gắp mỗi món ăn một miếng. Cũng bởi vì trên đầu đang đội khăn lụa đỏ không tiện lắm, bèn dứt khoát kéo khăn lụa đỏ xuống lần lượt nếm thử món ăn. Thấy vậy thì mọi người bắt đầu la ó, nói rằng là Ni Thần Y hướng ngoại, lo lắng cái việc cha vợ sẽ hạ độc tình lang nên là nếm thử trước. Mà hành động này của Ni Thần Y thì khiến cho Trường Sinh rất là cảm động. Tuy hiện tại hắn vẫn còn chưa hiểu chuyện nam nữ, nhưng mà Ni Thần Y đối xử chân thành như vậy làm cho hắn cực kỳ là cảm động. Ngay khi mà Ni Thần Y rời lớp trên của hộp gỗ, sau đó nếm thử món ăn ở lớp thứ hai, thì đột nhiên nàng cau mày lại, nhìn quanh rồi tự mình đội khăn voan lên. Sau khi đội khăn voan lên, mọi người dưới đài không thể nhìn thấy nàng làm gì. Nhưng Ni Thần Y cũng không chỉ hoãn quá lâu, chỉ trong chốc lát đã đậy nắp hộp gỗ lại, bảo gia đình mang hộp cơm và ấm trà lên võ đài. Hộp cơm được đưa đến, gia đình xuống đài chờ. Trường Sinh mở hộp cơm ra, cầm đũa ăn cơm. Hắn thì có chú ý đến hành động khác thường của Ni Thần Y lúc nãy, biết rằng là lớp 2 nhất định là giấu cái gì đó, nhưng trước mắt bao nhiêu người hắn cũng không tiện xem ngay. Cơm rất ngon, mỗi món đều không nhiều. Trường Sinh lúc này nào có tâm trạng mà ăn cơm chứ, ăn vài miếng rồi liền mở lớp trên ra. Nhìn vào lớp 2 thì lớp 2 đựng một chiếc nem quấn màu vàng, tổng cộng có 3 chiếc. Nhưng mà trong đó có một chiếc không phải là nem quấn mà là giấy vàng cuộn lại. Tờ giấy vàng đó thì trước đã bị Ni Thần Y mở ra, lúc này cuộn không được ngay ngắn lắm. Cũng bởi vì dưới đài và trên tường đều có người, Trường Sinh không cầm lên xem mà dùng đũa trải tờ giấy vàng ra. Sau khi trải ra thì mới phát hiện đây không phải giấy vàng bình thường mà là một lá bùa.
Hắn là đạo sĩ của Long Hồ Sơn, bùa của nhà mình tự nhiên là hắn nhận ra. Lá bùa này chính là từ Long Hồ Sơn. Xem dòng chữ đỏ trên lá bùa thì tim Trường Sinh đột nhiên đập nhanh hơn. Trên lá bùa viết: Thánh chỉ rằng những người trên đài sau giờ thân đều phải giết hết. Dòng chữ này thì nét chữ mạnh mẽ giống bay phượng múa, chắc chắn do đàn ông viết. Ở trên nội dung chính thì có 3 chấm son, đây là đầu bùa. Hơn nữa chữ đỏ được viết bằng chu sa. Đủ mọi dấu hiệu cho thấy rằng tờ giấy vàng này và chữ viết trên tờ giấy vàng đều do đạo sĩ của Long Hồ Sơn viết. Sợ người khác nghi ngờ, Trường Sinh không ngẩn người quá lâu mà thuận tay cầm một chiếc nem nhét vào miệng, nhân lúc nhai để mà che giấu sự kinh ngạc và sửng sốt trong lòng. Đồng thời hắn cũng nhanh chóng suy nghĩ, cái dòng chữ trên lá bùa này không phải do Ni Thần Y viết. Ni Thần Y lúc nãy thì đội khoan van lên cũng chỉ là để xem xét lá bùa viết gì mà thôi. Hiện nay đạo sĩ Bản Môn đang ở Trường An thì ngoài hắn và Ni Thần Y chỉ còn Trương Thiện và Trương Mặc. Hắn thì có ấn tượng với cả nét chữ của Trương Mặc. Đây không phải là nét chữ của Trương Mặc. Chữ viết trên lá bùa thì rất có thể là của Trương Thiện. Nhưng hắn không tiếp xúc nhiều với cả Trương Thiện, không nhận ra nét chữ của ông ấy lắm. Khi mà đang lo lắng thì đột nhiên hắn nhớ ra một chuyện. Là trên Long Hồ Sơn có một nơi được gọi là Tiên Vân Đài. 3 chữ Tiên Vân Đài là nét chữ của Trương Thiện. Nhớ kỹ lại một chút thì liền xác định chữ đài của Tiên Vân Đài và chữ đài của người lên đài là do cùng một người viết. Như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, lá bùa này chính xác là do Trương Thiện viết. Bùa là của Long Hồ Sơn, chữ là do Trương Thiện viết, nhưng lại bảo hắn là giết hết những người lên đài sau giờ thân thì chắc chắn không phải ý của Trương Thiện. Hai chữ chỉ rằng ở trên lá bùa là trọng điểm. Chỉ có hai chữ, một là pháp chỉ của Cao Công Đạo Gia, hai là thánh chỉ của Hoàng Đế. Nếu là pháp chỉ thì Trương Thiện không cần phải làm vậy, bởi vì Trương Thiện là trụ trì Long Hồ Sơn, Cao Công Pháp Sư, lời nói của ông ấy thì chính là pháp chỉ. Như vậy loại trừ khả năng này thì hai chữ chỉ rằng chỉ có một cách giải thích, đó chính là ý chỉ của Hoàng Thượng, là Hoàng Thượng bảo Trương Thiện chuyển lời cho hắn là giết tất cả những người khiêu chiến lên đài sau giờ thân. Sau khi nuốt một chiếc nem xuống, Trường Sinh lại cầm chiếc thứ hai nhét vào trong miệng, vừa nhai vừa xem lại lá bùa và chữ viết. Sau khi xác nhận không sai, liền dùng đũa quặn lá bùa lại. Đợi nuốt chiếc nem thứ hai xuống xong thì hắn liền cầm lá bùa đã quặn lại rồi nhét vào trong miệng. Bùa là màu vàng, nem cũng là màu vàng. Không ai chú ý đến lần thứ ba hắn nhét vào miệng không phải là nem. Tuy nhiên cũng có vài người ngoại lệ, chính là người ra lệnh, người viết, người phối hợp truyền tin, người đã xem chữ viết ở trên bùa. Những người này lúc này hẳn là đang nhìn hắn. Mà hắn ăn 3 chiếc nem thì tương đương với việc nói với cả những người này rằng hắn đã nhận được thánh chỉ và tiêu hủy chứng cứ rồi. Lại nói thì Trường Sinh sau khi nuốt lá bùa xuống liền cầm ấm trà uống mấy chén, sau đó liền vẫy tay với cả gia đình đang đợi dưới đài. Người đó hiểu ý nhanh chóng lên đài lấy hộp cơm và ấm trà đi. Vì chưa đến nửa canh giờ nên là không có ai lên đài khiêu chiến, Trường Sinh quay đầu lại nhìn Ni Thần Y. Ni Thần Y thì lúc này đã độ lại khăn van đỏ, không thể nhìn thấy biểu cảm ở trên mặt của nàng. Hắn nhìn Ni Thần Y là muốn xác định nàng đang nghĩ gì về chuyện này. Vì Ni Thần Y cũng đã xem chữ ở trên lá bùa, hiện tại hắn vẫn còn đang mơ hồ. Ni Thần Y hẳn là hiểu rõ tình hình hơn hắn một chút. Ni Thần Y thì cũng biết Trường Sinh đang nhìn mình, cũng biết hắn đang hỏi ý kiến của mình. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi liền gật đầu với hắn. Ni Thần Y gật đầu như vậy có nghĩa là nàng cho rằng hắn có thể làm theo chỉ thị ở trên lá bùa kia được. Trường Sinh gật đầu sau đó chuyển ánh mắt đi nơi khác. Sự việc lúc này đã phát triển thì hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Trước đó hắn vốn cho rằng chuyện này là do triều đình ngầm thao túng, chủ mưu phía sau chính là Hoàng Thượng. Nhưng hiện tại thì xem ra không phải là như vậy. Cái người mà muốn kết thân với cả nhà họ Ni hẳn là có người khác. Hơn nữa là những người này có khả năng là thao túng triều đình, đang điều động quan sai các bộ. Nhan Quý Phi ở trong hậu cung thì rất có thể là người của bọn họ. Nhóm người này thì chắc chắn là đối địch với cả Hoàng Thượng. Nếu không thì Hoàng Thượng cũng sẽ không ra lệnh cho hắn nhân cơ hội tỉ võ chiêu thân để mà trừ khử bọn họ đâu. Hoàng Thượng là bậc cửu ngũ chí tôn, nắm quyền sinh quyền sát.
Nhưng hoàng thượng thì lại không thể quang minh chính đại giết những người này, chỉ có thể ngầm ra lệnh mượn đao giết người. Từ đó có thể thấy rằng tình hình chính trị của triều đình hiện nay thì rất là phức tạp, quyền lực của hoàng thượng bị hạn chế đi rất là nhiều. Lúc mà sư phụ còn sống thì Trần Lập Thu đã từng nói với hắn rằng là trong triều có hoạn quan lộng quyền, nếu không có gì bất ngờ thì kẻ thù của hoàng thượng hẳn là hoạn quan. Mà trên lá bùa nói là giết hết những người lên đài vào giờ thân, từ đó cũng có thể xác định kẻ địch mạnh sẽ ra tay vào giờ thân. Tỷ võ chiêu thân sẽ kết thúc vào giờ Dậu. Từ giờ thân đến giờ Dậu thì còn tròn một canh giờ. Trong một canh giờ này thì sẽ có rất nhiều kẻ địch mạnh lên đài. Đối phương đã có chuẩn bị mà đến thì nhất định sẽ có sự chuẩn bị chu toàn. Lúc này hắn đối mặt chỉ là một số kẻ lẻ tẻ, tuy nhiên đến giờ thân thì mới phải đối mặt với cả những cao thủ thực sự. Lúc này thì Trường Sinh cảm thấy áp lực chưa từng có. Đến lúc này thì không còn là đơn thuần là tỷ võ chiêu thân nữa. Nếu như trận chiến này thua, Ni Thần Y chỉ có thể gả cho phe cánh của hoạn quan. Nhà họ Ni lúc đó cũng sẽ đứng về phía đối lập với cả hoàng thượng. Đây là nhiệm vụ do chính hoàng thượng giao phó. Nếu thua, không chỉ một mình hắn mất mặt, mà cả Long Hồ Sơn cũng sẽ mất mặt. Hắn trước đó nợ Long Hồ Sơn ân tình lớn như trời, còn vẫn còn chưa kịp báo. Tuyệt đối hắn không thể để cho Long Hồ Sơn phải mất mặt được. Không hề khoa trương mà có thể nói rằng trận chiến này có thể chết chứ không được thua. Mà không đúng, chết là thua rồi, nên nói là dù chết cũng không thể thua được. Bản thân hắn đọc sách Thánh Hiền, tin vào đạo trung hiếu. Tuy rằng có bất mãn với cả một số cách làm của triều đình, nhưng mà lòng trung quân ái quốc chưa từng dao động. Mọi người ở Long Hồ Sơn cũng như vậy, từ trước đến nay luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả triều đình. Tiếp theo thì một khoảng thời gian sau đó, Trường Sinh cảm nhận sâu sắc thế nào là ngoan cố. Tuy võ công mà mọi người tu luyện có nhiều điểm khác nhau, nhưng chiêu thức thì lại không có nhiều sự khác biệt, không có gì khác biệt về bản chất. Tuy nhiên tại sao những người này luôn cảm thấy mình khác biệt? Tại sao luôn cảm thấy mình có thể làm được những việc mà người khác không làm được? Tại sao lại không tỉnh táo nhận ra rằng thực lực của mình cũng rất là bình thường mà thôi? Liên tục chiến đấu, Trường Sinh càng đánh càng thuần thục. Vì trong số đối thủ không có cao thủ nào khó đối phó, mỗi một trận đấu kết thúc rất nhanh, nhiều nhất cũng không quá 3 hiệp. Như vậy thì tiêu hao linh khí cũng hạn chế, cơ bản là luôn duy trì ở trạng thái bão hòa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời dần dần nghiêng về phía tây, giờ thân sắp đến. Đến lúc này thì Trường Sinh đã thắng liên tiếp là hơn 30 trận. Thắng liên tiếp thì nhân đôi, hắn đã không thể tính được nhà họ Ni còn nợ hắn bao nhiêu tiền thưởng nữa. Mà mọi người dưới đài cũng bắt đầu ồn ào, nói rằng là sau trận này nhà họ Ni sẽ khuynh ra bại sản mất. Đối mặt với cả sự nghi ngờ và chế giễu của mọi người, Ni Đại Phúc lớn tiếng tuyên bố, nói rằng nhà họ Ni nhất định sẽ thực hiện lời hứa, dù có khuynh ra bại sản đi nữa thì cũng sẽ trả tiền thưởng thắng liên tiếp cho Trường Sinh đầy đủ. Mãi cho đến lúc này Trường Sinh mới chợt hiểu, thì ra là nhà họ Ni đặt ra quy tắc thắng liên tiếp nhân đôi là có dụng ý sâu xa, chính là để chuyển tài sản, để lại đường lui. Nếu như hắn thuận lợi chiến thắng, như vậy cả nhà cũng không cần phân biệt người ta nữa. Và nếu cuối cùng hắn thất bại, thì toàn bộ gia sản của nhà họ Ni sẽ được chuyển nhượng sang tên của hắn, sẽ không bị hoạn quan quyền thần quấy đồ xấu lấy được. Sau khi Ni Đại Phúc tuyên bố xong thì có một nam tử áo đỏ nhảy lên võ đài, cười lạnh với Trường Sinh. Tiểu tử, tân pháp của ngươi thật là quen mắt nhỉ. Nhìn thấy người này thì Trường Sinh đột nhiên cau mày lại. Người này hắn nhận ra chính là nam tử áo đỏ gặp ở phủ Hồng Vương đêm đó. Người này có độc công rất là bá đạo. Hôm đó Trần Lập Thu bị đồng bọn của hắn đánh bị thương bằng độc trường, kịch độc công tâm suýt nữa phải mất mạng. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp. Trường Sinh liếc nhìn mặt trời, phán đoán thời gian lúc này đã vào giờ thân. Người này đúng lúc xuất hiện thì chắc chắn là tiên phong của kẻ địch mạnh nhất rồi. Tiểu tử à, chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ? Người đàn ông áo đỏ cười nham hiểm. Xin người lên đài báo ra sư môn tên họ. Ngê Đại Phúc nói lớn. A Quả Đại Bảo của Ngũ Độc Lĩnh.
Người đàn ông áo đỏ bĩu môi cười xấu xa. Năm nay ta mới tròn 30 tuổi thôi. Trong khi A Quả Đại Bảo trả lời, Trường Sinh vội vàng suy nghĩ trong đầu. A Quả Đại Bảo trước đây là hộ vệ của quận Vương Hồng Quận. Cái đêm xảy ra chuyện thì hai người đã từng giao đấu. Hơn nữa lúc đó hắn đã từng sử dụng huyền âm chân khí. A Quả Đại Bảo biết rõ lai lịch của hắn. Người này không chỉ là độc công lợi hại mà tu vi linh khí cũng khá là sâu, là đại động thâm lam, quả thực là một đối thủ cực mạnh. A Quả Đại Bảo lúc này ra tay chắc chắn là bị người khác sai khiến. Người đứng sau phái hắn ra trận trước tiên thì rất có thể là để mượn độc công của A Quả Đại Bảo hạ độc Trường Sinh. Trước đây thì huyền âm chân khí và xích dương chân khí của hắn thì chưa từng sử dụng, lúc này thì không thể che giấu được nữa. Lần trước giao đấu với A Quả Đại Bảo, hắn luôn không đối trưởng với cả đối phương mà luôn dùng hai chân đối địch, khiến cho A Quả Đại Bảo nảy sinh ảo giác, lầm tưởng rằng huyền âm chân khí của hắn thì không đỡ được độc công của hắn. Nhưng A Quả Đại Bảo thì lại không biết rằng lúc này hỗn nguyên thần công của hắn thì đã luyện đến tầng thứ tư. Tuy rằng linh khí không thể thoát ra ngoài cơ thể, nhưng đã có thể ngưng tụ thành hàn băng dày ở trong hai lòng bàn tay. Trước đây tuy Trường Sinh ra tay tàn nhẫn nhưng mà chưa từng giết người, giờ đây thì phải khác rồi. Trước khi ra tay, hắn cần ổn định lại tâm thần, bình tĩnh cảm xúc đã. Mà A Quả Đại Bảo thì không hiểu. Thấy Trường Sinh hít thở sâu, cứ lầm tưởng hắn đang căng thẳng trong lòng, cứ liếc xéo lạnh lùng cười quái dị không ngừng. Nếu không có tin nhắn từ bùa chú trước đó thì Trường Sinh nhất định sẽ có chút lo lắng. Bởi vì quận Vương Hồng Quận là hoàng thân chúc thích. Nếu như hắn thi triển huyền âm chân khí thì có thể sẽ lộ ra thân phận, gây ra phiền phức không cần thiết cho mình. Nhưng lúc này A Quả Đại Bảo lại ra mặt cho kẻ thù của Hoàng thượng, thì chứng tỏ rằng quan hệ giữa quận Vương Hồng Quận và Hoàng thượng thì không có gì là tốt đẹp cả. Phía bên kia thì Ni Đại Phúc tuy biết rằng kéo dài thời gian có lợi cho Trường Sinh, nhưng mà cũng không thể kéo dài vô cớ, chỉ có thể đánh chiêng, bắt đầu. Trường Sinh thì vẫn luôn dùng khóe mắt để mà để ý Nghe Đại Phúc. Không đợi cho âm thanh truyền ra, trong nháy mắt khi mà dùi chiêng vừa phát ra thì hắn cũng đồng thời thúc đẩy huyền âm chân khí đến cực hạn, ngưng tụ hàn băng từ hai tay để mà chuẩn bị sẵn sàng. Trong trận đối địch thì thời cơ vô cùng quan trọng. Ai giành được thời cơ trước thì người đó chiếm thế chủ động. Do phản ứng nhanh chóng của Trường Sinh, khi mà tiếng chiêng vừa truyền đến tai của A Quả Đại Bảo thì Trường Sinh đã lao đến trong vòng 5 thước. A Quả Đại Bảo tự phụ tu vi cao thâm, độc công bá đạo, không né tránh, quái gở phát lực, độc trường đánh tới. Trên cánh tay của A Quả Đại Bảo có sang một con rắn độc dữ tợn. Khi mà ra trường thì giống như là con rắn độc đang thè lưỡi, trưởng phong thì tanh tưởi. Trường Sinh cũng phát ra trưởng phải, trực tiếp nghênh đón. Thấy Trường Sinh dám đối trưởng với mình, A Quả Đại Bảo cười lạnh. Nhiệm vụ quán thì không phải đánh bại Trường Sinh, mà chỉ cần khiến cho hắn trúng độc là đại công cáo thành rồi. Trong nháy mắt khi mà hai trưởng vừa chạm vào nhau, trưởng phải của Trường Sinh chỉ là phòng thủ, chỉ truyền ra 3 phần linh khí trong đó. Sát chiêu thực sự được giấu ở tay trái. Và trong khoảnh khắc hai trưởng vừa chạm nhau đó, Trường Sinh liền mượn lực phản chấn từ trường phải, nhanh chóng xoay người phát lực, dùng nắm đấm tay trái phủ đầy hàn băng dày, đánh mạnh vào huyệt ngọc trầm sau gáy của A Quả Đại Bảo. Cú đấm này của hắn thì trực tiếp khiến cho A Quả Đại Bảo hộc máu, loạng choạng về phía trước. Trường Sinh đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội hoàn hồn thở dốc. Hắn nhanh chóng đuổi theo, lại tung quyền đánh mạnh vào ngọc trầm của A Quả Đại Bảo. Nếu đổi lại là đối thủ khác, liên tiếp chịu hai đòn nặng như vậy thì sớm đã ngã xuống đất mà chết. Tuy nhiên A Quả Đại Bảo là tu vi đại động, linh khí thâm lam, dù bị đánh liên tiếp thì vẫn cố gắng xoay người lại. Trường Sinh thì không chỉ là kiêng dè độc công của hắn, mà còn kiêng dè cả độc vật mà hắn có thể mang theo và máu độc mà hắn có thể phun ra nữa. Sao có thể cho hắn cơ hội xoay người được? Linh khí liền thúc giục hét lớn phát trường, lại đánh mạnh vào huyệt ngọc trầm của A Quả Đại Bảo. Kết quả của cú đấm này là trực tiếp khiến cho A Quả Đại Bảo bảy lỗ chảy máu, ngã xuống đất, nôn ra máu và co giật đùng đùng. Thấy A Quả Đại Bảo chắc chắn phải chết, Trường Sinh không tiếp tục ra đòn nữa mà lùi lại ra phía sau tập trung cảnh giác. Lúc này thì xung quanh võ đài đang tụ tập không dưới 10.000 người. Nhiều người như vậy mà lại im phăng phắc. Phần lớn trong số bọn họ thì đã xem từ sáng sớm đến bây giờ. Từ đầu đến cuối đến giờ thì đây là lần đầu tiên Trường Sinh hét lên và phát lực.
Mọi người vốn cứ tưởng rằng Trường Sinh trước đây là ra tay tàn nhẫn, tuy nhiên đến lúc này thì mới biết thế nào là tàn nhẫn thật sự. Những trận tỉ thí trước đó hắn đều đã nương tay. Ngoài ra điều khiến cho mọi người cảm thấy nghi hoặc là cách đánh của hai người căn bản không phải là chiêu thức tỉ võ, mà hoàn toàn là muốn giết người. Lúc này thì thất khiếu của A Quả Đại Bảo bị đánh trọng thương liên tiếp, không còn khả năng sống sót. Cố gắng lật người lại, vừa ho ra máu vừa cười lạnh nhìn Trường Sinh. Trường Sinh bèn giơ hai tay lên kiểm tra, thì thấy lòng bàn tay và mu bàn tay của mình đều dính độc đen tanh tưởi. Người chết chắc rồi. A Quả Đại Bảo lúc này thì hấp hối, cười kinh dị. Trường Sinh lúc này cũng cười lạnh, đồng thời vung tay phát lực, làm cho linh khí bao phủ hai tay. Hàn băng dày bao phủ hai tay cùng với cả chất độc dính trên đó đều vỡ vụn rơi xuống. Lý do mà A Quả Đại Bảo cười lớn trước khi chết là vì tự cho rằng Trường Sinh đã trúng kịch độc, sẽ chết theo hắn. Nhưng mà không ngờ Trường Sinh lại ngưng tụ băng dày ở trên hai tay, ngăn cản được kịch độc ăn mòn xương của hắn. Thấy kịch độc màu đen bám trên hai tay của Trường Sinh vỡ vụn theo lớp băng, A Quả Đại Bảo tức giận công tâm, lập tức tắt thở, mắt mở trừng trừng, chết không nhắm mắt. Trường Sinh thì đã đấu liên tiếp mấy chục trận, đây là lần đầu tiên hắn đánh chết người. Mãi đến lúc này thì mọi người dưới đài mới kịp phản ứng, xì xào bàn tán. Trường Sinh đột nhiên hạ sát thủ, Ni Đại Phúc cũng khá là bất ngờ, ngẩn người một lúc thì mới hoàn hồn gõ chiêng. Tam sinh đạo trường của Long Hổ Sơn thắng liên tiếp 37 trận. Trường Sinh thì cũng không phải lần đầu tiên giết người, nhưng lần này là lần đầu tiên hắn chủ động giết người, nên là trong lòng có chút bối rối, thở chậm, tĩnh tâm ngưng khí. Người chết thì phải có người dọn dẹp. Hai gia đình lại lên đài, định khiêng xác đi. Nhưng hai người vừa mới đến gần thi thể liền đồng thời kêu lên đầy kinh hãi rồi lùi lại. Trường Sinh nghe thấy thì quay đầu lại, thì thấy hai con rắn độc đỏ rực đang chui ra từ hai cánh tay của A Quả Đại Bảo. Lúc này đã chui ra một nửa, bị kinh động liền ngẩng đầu thị uy, thè lưỡi rắn thở phì phì. Trước đó thì Trường Sinh vẫn luôn cho rằng hai con rắn độc ở trên cánh tay của A Quả Đại Bảo chỉ là hình xăm. Cho đến lúc này thì mới phát hiện ra, thì ra hai con rắn độc này là hàng thật. Ngoài rắn độc còn có nhện, rết và các loại động vật khác đang bò ra từ thi thể của A Quả Đại Bảo. Ở trên thi thể có rắn độc và côn trùng đó. Một trong hai gia đình nói lớn với cả Ni Đại Phúc. Lời vừa nói ra thì mọi người xôn xao. Đối với cả cuộc tỷ võ chiêu thân này, chủ nhà không có nhiều hạn chế. Chỉ có hai thứ là không được, đó là hạ độc và sử dụng ám khí. Mà A Quả Đại Bảo lại định hạ độc. Thảo nào mà Trường Sinh lại lấy mạng quán như vậy. Ni Đại Phúc thì vốn muốn kéo dài thời gian, liền nói lớn với cả hai gia đình đó. Nhanh đi lấy đồ nghề đi, dọn dẹp đám độc trùng đó đi. Hai người gật đầu đáp ứng, quay người xuống đài. Đúng vào lúc này thì có một nữ tử áo đỏ từ xa nhảy ra khỏi đám đông, rồi đạp lên đầu và vai của những người xung quanh, lao nhanh về phía võ đài. Trường Sinh có thể nhận ra được nữ tử áo đỏ này là đồng môn của A Quả Đại Bảo. Cái đêm xảy ra chuyện chính là người này đã đánh trọng thương Trần Lập Thu. Vừa thấy người này lao lên thì Trường Sinh đột nhiên cảnh giác, đề khí ngưng thần, tập trung cực độ. Ni Đại Phúc thì cũng đoán ra trang phục của hai người, không phải vợ chồng thì cũng là đồng môn. Sợ rằng người này lên đài là để trả thù, liền vội vàng gõ chiêng. Tỷ võ chiêu thân, sống chết có số, đồng môn người nhà không được trả thù. Nữ tử áo đỏ thì không để đến Ni Đại Phúc, đã trực tiếp nhảy lên võ đài. Thấy hai con rắn độc đã chui ra từ cánh tay của A Quả Đại Bảo, biết hắn đã chết, liền lập tức hét lên một tiếng giận người. Vì nữ tử áo đỏ là đạp lên đầu vai của những người xung quanh để lên võ đài, nơi nàng đi qua thì đều có tiếng chửi bới. Nghe thấy tiếng nàng hét thảm thiết thì những người vốn đang còn chửi bới đều im lặng lại, sợ nàng nổi giận làm hại đến người vô tội. Nhưng nữ tử áo đỏ tuy tức giận lại không xông đến liều mạng với Trường Sinh, mà cởi một cái túi vải từ bên hông xuống, thu nhặt các loại độc trùng bao gồm cả hai con rắn độc vào trong, sau đó thì cõng thi thể của A Quả Đại Bảo nhảy xuống đài. Người nhà hãy dừng bước lại, Ni Đại Phúc lớn tiếng nói, chủ nhà có lời,
không may qua đời có thể nhận tiền an ủi 800 lượng. Nghe thấy Ni Đại Phúc nói, nữ tử áo đỏ quay đầu lại giận dữ, nghiến răng mà nguyền rủa. Chó chết, để dành mua quan tài cho các ngươi đi. Nghe nàng ta nói vậy thì Ni Đại Phúc cũng không nói gì nữa, để mặc cho nàng cõng thi thể rời đi. Mọi người sợ nàng mang theo độc vật đều tránh sang hai bên, chủ động nhường đường. Lau sạch vết máu đi, dọn dẹp võ đài, Ni Đại Phúc nói. Lời của Ni Đại Phúc vừa dứt thì bỗng từ xa có người lớn tiếng nói. Sớm muộn gì cũng đến, đừng có kéo dài thời gian nữa. Mọi người nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn về phía nam. Thấy một người đàn ông lưng gù mặc áo vá đang tập tễnh đi về phía võ đài. Vì người này mặc áo vá, phản ứng đầu tiên của Trường Sinh là người này là đệ tử cái bang. Nhưng trên ngực người này lại không có miếng vá màu vàng của đệ tử cái bang. Điều này chứng tỏ hắn không phải đệ tử cái bang. Người này chắc là đã lâu rồi không tắm, tóc bẩn thỉu, bết dính, trên mặt cũng đầy bụi bặm, rất là khó xác định tuổi cụ thể của hắn. Ước chừng khoảng hơn 30 tuổi, đi lên bằng tay không, không mang theo binh khí. Lúc này người đến còn cách võ đài khoảng mười mấy trượng. Trường Sinh bèn nhân cội quan sát hắn. Ở trong dân gian có một câu là người què tàn nhẫn, người hói cứng đầu, còn người câm thì liều. Người này thì không chỉ là một người què mà còn là một người gù, hơn nữa còn bẩn bẩn thỉu thỉu lôi thôi. Tính tình của hắn thì nhất định là khác người thường. Quan sát kỹ một lúc, Trường Sinh phát hiện ra một số điều. Hắn vốn cũng là một người què. Người què đi lại như thế nào thì hắn rõ hơn ai hết. Trong mắt người bình thường thì người què đi khập khiễng rất là kỳ cục. Nhưng đối với cả người què đã quen đi khập khiễng không hề kỳ cục, giống như là người bình thường đi bộ vậy. Mà cái người què đang đi về phía võ đài này thì lại có vẻ là không quen và cảm thấy hơi kỳ cục. Điều này chứng tỏ rằng hắn bị què chưa lâu lắm. Người què đi đến dưới đài trèo lên bậc thang. Trong lúc đi thì vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Trường Sinh. Người què nhìn Trường Sinh, Trường Sinh cũng nhìn gã. Ánh mắt của người này khiến cho hắn có một cảm giác quen thuộc. Không phải là hắn đã từng gặp người này, mà là hắn đã từng gặp ánh mắt tương tự như là ánh mắt của người này rồi. Đúng vào lúc mà Trường Sinh đang lục lọi ký ức ở trong đầu, thì Ni Thần Y ở trên lầu đã xé khăn voan đỏ trên đầu đứng dậy, nói lớn với cả Ni Đại Phúc. Này, Ni Đại Phúc, hòa thượng ăn mày, tam giáo cửu lưu, các ngươi để bất cứ ai lên đài như vậy, vậy coi ta là cái thá gì chứ? Ni Thần Y đột nhiên nổi giận như vậy, Ni Đại Phúc sợ hãi. Ấy chết, tiểu thư bất giận, tiểu thư bất giận đi. Thấy Ni Đại Phúc không nói ra được lý do, Ni Thần Y quay người nói lớn với cả Trường Sinh. Này, người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị cưỡi, Tam Sinh, ngươi không được nương tay nữa đâu, lên một người giết một người, xem còn ai dám khiêu khích nữa không? Trường Sinh nghe tiếng quay đầu lại, liếc nhìn Ni Thần Y. Người ngoài không hiểu nhưng hắn lại hiểu rõ. Ni Thần Y không phải là thật sự tức giận, mà là đang nhân cội đổ trách nhiệm lên người mình. Vì Ni Thần Y cũng đã xem lá bùa, biết hắn sắp làm gì. Đánh cả ngày rồi hắn cũng không ra tay tàn nhẫn, tuy nhiên đến giờ thân thì lại đột nhiên bắt đầu giết người, hơn nữa là lên một người giết một người. Như vậy thì kẻ đứng sau nhất định sẽ nghi ngờ hắn có phải đã được ai đó chỉ thị hay không. Mà Ni Thần Y hô lên như vậy thì liền đổ trách nhiệm lên đầu mình. Như vậy thì kẻ đứng sau sẽ không nghi ngờ là hoàng thượng đang nhân cội làm suy yếu thế lực của bọn họ. Lại nói thì cái việc Ni Thần Y hô lên như vậy thì người vui mừng nhất hẳn là hoàng thượng, hoàn toàn không còn bị nghi ngờ. Ni Thần Y quả không hổ là con gái của người giàu nhất đại đường, thừa hưởng dòng máu thông minh của cha nàng. Liếc nhìn một cái rồi Trường Sinh thu hồi ánh mắt. Lúc này cái tên què thì đã sắp lên võ đài, đi không nhanh, khi mà nhấc chân có vẻ khá khó khăn. Ánh mắt vẫn là cái ánh mắt đó, Trường Sinh càng nhìn càng cảm thấy mãnh liệt. Hắn chắc chắn rằng mình đã từng nhìn thấy ánh mắt đó tương tự ở đâu rồi. Người què đi lên võ đài rồi đi thẳng về phía của Trường Sinh. Càng đến gần thì ánh mắt của người què càng thêm kiên định. Đúng vậy, là một sự kiên định, là một sự kiên định của người sẵn sàng hy sinh. Trường Sinh lập tức tìm thấy cái ánh mắt tương tự ở trong đầu. Ngày đó ở ngoài thành Trường An, để tranh thủ thời gian cho hắn và Trần Lập Thu, thì bốn người Đàm Hoài Thanh quay đầu lại giết địch cũng là ánh mắt này.
Người què này lần này lên đài hẳn là đã có quyết tâm phải chết, đồng quy vô tận với hắn. Sau khi đoán được ý định của người què, Trường Sinh bắt đầu cau mày quan sát gã. Ánh mắt của người luyện khí thì khác với người thường. Trong mắt người luyện khí có linh quang ẩn chứa, nhưng trong mắt của người què này lại không có thần thái đó. Hơn nữa chỉ đi có một đoạn đường ngắn, trên trán người này đã đổ mồ hôi xuất hiện. Trong lúc mà hắn quan sát người què, thì người què đó đã sải bước đến gần. Theo khoảng cách rút ngắn thì Trường Sinh có thể ngửi thấy mùi ở trên người của người què. Ngoài cái mùi chua loét của những kẻ ăn mày thì còn có một mùi đặc biệt. Cái mùi đặc biệt này hắn có cảm giác cực kỳ quen thuộc. Lúc này thì người què đã đến trước mặt của Trường Sinh, răng nghiến chặt, chân phải giơ lên cao. Trường Sinh đột nhiên trong phút chốc nghĩ đến dáng đi kỳ lạ của người què lúc nãy. Hắn lập tức đoán được là cơ quan kích hoạt nằm ở chân phải của tên què. Trong thời khắc sinh tử này nào dám chần chừ nữa. Không đợi cho chân phải của người què chạm đất, hắn liền xoay người dùng lực, một cú đá ngược đã đá bay tên què ra ngoài. Tránh ra! Ngay khi mọi người dưới đài đang khó hiểu, không biết tại sao hắn lại phá vỡ quy tắc ra tay trước, người què từ trên cao rơi xuống nhanh chóng. Ngay khi vừa chạm đất liền nổ tung, cát bụi bay mù mịt, đất rung núi chuyển. Cũng vì Trường Sinh đã lớn tiếng cảnh báo nên mọi người dưới đài đều nghe thấy và né tránh. Tuy nhiên dù vậy thì mọi người cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi được. Những người trong vòng mười mấy trượng đều bị ảnh hưởng. Người què này thực ra không phải là gù lưng, mà là giả vờ gù lưng để mang theo một lượng lớn thuốc nổ. Sau khi nổ đã để lại một hố sâu 3 trượng vuông trên mặt đất. Người bị thương thì không dưới 100 người. Sự việc xảy ra quá đột ngột, hiện trường lập tức hỗn loạn. Những người bị thương kêu cứu, người vây xem thì hoảng loạn bỏ chạy. Trường Sinh đứng trên võ đài cũng không thể làm gì, chỉ có thể ở nguyên tại chỗ. Tuy hắn may mắn không bị thương, nhưng vẫn còn đang sợ hãi. Nếu không phải phản ứng kịp thời, ứng phó đúng lúc, thì lúc này đã tan xương nát thịt rồi. Đúng vào lúc mà Ni Đại Phúc đang bận rộn duy trì trật tự, chỉ huy gia đình trong ngoài cứu người, thì một tiếng hét lớn át đi sự ồn ào hỗn loạn trong sân. Ta, Tư Đồ Dương Cương của Chu Tước Sơn Trang, đến lĩnh giáo cao chiêu. Cùng với cả tiếng hét lớn thì một bóng người màu đỏ xuất hiện từ hướng đông nam, bay nhanh về phía võ đài. Khác với thân pháp của người luyện võ bình thường, người này khi bay trên không thì không phải bay thẳng về phía trước, mà là cúi người về phía trước, giống như là con chim đang bay lượn. Trong nháy mắt người này đã đến ở trên không võ đài, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đất, uyển chuyển giống như là mây trôi nước chảy, thong dong không vội vàng. Chờ cho người này đáp xuống thì Trường Sinh có thể nhìn rõ hình dáng tướng mạo của người đến. Người đến trông rất trẻ tuổi, chỉ mới ngoài 20, mặt dài cằm nhọn, mũi cao mắt sắc, mặc áo choàng dài màu đỏ lửa, vai khoác mây, tay áo thêu lửa, thần thái thì cực kỳ kiêu ngạo, trang phục cực kỳ sang trọng. Lúc này dưới đài đang bận rộn thu dọn, tuy những người xem bị lưu lụy nhưng mà không ai rời đi, chỉ là chen chúc về phía ngoài, để lại một khoảng trống vài trượng dưới võ đài. Nam tử trẻ tuổi sau khi đáp xuống thì không để đến Trường Sinh, mà quay đầu nói với cả Ni Đại Phúc ở trên tường. Xin đừng trì hoãn nữa, gõ chiêng đi. Ni Đại Phúc lúc này đang chỉ huy thu dọn, nghe người đến nói chỉ có thể làm theo lệ mà hỏi. Xin hãy báo sư môn và tên họ. Nam tử trẻ tuổi này trước đó đã tự giới thiệu, bây giờ bị hỏi lại như vậy thì có chút không vui, lạnh lùng mà nói. Ta, Thiếu Trang Chủ Chu Tước Sơn Trang, Tư Đồ Dương Cương. Trong lúc mà Ni Đại Phúc và Tư Đồ Dương Cương hỏi đáp, Trường Sinh cũng nhân cơ hội mà quan sát người này. Người này trước đó khi mà sử dụng thân pháp đã thể hiện ra tu vi linh khí, giống như hắn đều là động huyền lam nhạt. Người này hẳn là đã xem hắn tỉ võ với cả người khác trước đó, mà người này không hề sợ hãi, ngược lại còn ra vẻ kiêu ngạo, chứng tỏ người này có tuyệt kỹ, không sợ hãi gì cả. Đúng lúc mà Trường Sinh đang quan sát Tư Đồ Dương Cương, dưới đài liền truyền đến tiếng kêu kinh ngạc. Ôi chu choa, hóa ra là Chu Tước Sơn Trang, hùng bá lĩnh nam. Liệt Hỏa Thần Trưởng cực kỳ mạnh mẽ, không ngờ rằng Thiếu Trang Chủ lại anh tuấn tiêu sái đẹp trai như vậy. Thật đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà. Tư Đồ Dương Cương thì không biết người lùn đại đầu đang nói là nhân cội thông tin cho Trường Sinh, chỉ cho là đại đầu đang nói thật lòng. Giữa hàng lông mày thì hiện lên chút đắc ý.
Mà nghe đại đầu nói thì Trường Sinh âm thầm giật mình. Lời nói của đại đầu không chỉ cho hắn biết địa vị của Chu Tước Sơn Trang ở trên giang hồ, mà còn tiết lộ cả tư đồ Dương Cương sử dụng võ công gì. Mà câu cuối cùng là hổ phụ sinh hổ tử thì chắc chắn là đang ám chỉ cho hắn là tư đồ Dương Cương này còn có một người cha cực kỳ lợi hại. Nếu như là giết tên này thì Chu Tước Sơn Trang tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng chỉ thị của Hoàng thượng thì cũng rất là rõ ràng, là tất cả những người lên khiêu chiến đài sau giờ Thân đều phải giết hết. Tận Chu ám chỉ rằng là một người cũng không tha. Tuy nhiên nếu hắn giết tư đồ Dương Cương thì hậu quả sẽ là gì đây? Có thể sẽ mang lại phiền phức cho Long Hồ Sơn không? Cuối cùng là Hoàng thượng có thể trở mặt không nhận hay không? Trường Sinh thì không quyết định được, lại quay đầu nhìn Ni Thần Y. Lần này thì Ni Thần Y không lập tức trả lời, trầm ngâm một lát rồi mới nhẹ nhàng gật đầu. Hỏi ý kiến của Ni Thần Y xong, Trường Sinh đã bớt lo lắng. Cái tên ăn mày lúc nãy vừa mới kích thuốc nổ, tư đồ Dương Cương đã vội vàng lên đài như vậy thì chứng tỏ rằng là tư đồ Dương Cương cũng là người của Hoạn Quan. Vội vàng lên đài như vậy là để làm giảm bớt ảnh hưởng xấu của trận trước đó, đồng thời là cũng không choán cơ hội thở. Trên giang hồ này thì luôn phải có lập trường, cũng không thể cứ nhắm vào kẻ yếu. Lúc mà Trương Thiện đưa lá thư hẳn cũng đã nghĩ đến là có thể xảy ra chuyện gì. Dù hắn có đánh chết tư đồ Dương Cương thì Long Hồ Sơn cũng sẽ không trách mắng hắn. Có thể là Ni Đại Phúc chậm chạp không gõ chiêng, nên là tư đồ Dương Cương quát lớn thúc giục. Còn không mau gõ chiêng đi. Tiếng quát của tư đồ Dương Cương đã kéo suy nghĩ của Trường Sinh trở lại từ trầm tư. Đã không còn gì phải lo lắng nữa, vậy thì cứ tiếp tục đánh đến chết thôi. Tiếng chiêng vừa vang lên thì tư đồ Dương Cương đã nghiêng người đứng, một tay vào thế. Thấy tư đồ Dương Cương không chủ động tấn công, Trường Sinh cũng đứng yên không động. Không đợi cho Trường Sinh ra tay, tư đồ Dương Cương đã lập tức lao lên. Trường phải nhanh như chớp, liệt hỏa thân trướng. Tư đồ Dương Cương vừa ra tay thì Trường Sinh đã xác định được 3 điều. Một là tư đồ Dương Cương thì không hề trì hoãn, chứng tỏ hắn thật sự là người của Hoạn Quan. Hai là thân pháp của tư đồ Dương Cương cực kỳ huyền diệu, không hề kém cạnh Truy Phong Kỳ Bộ. Ba là liệt hỏa thần trưởng mà tư đồ Dương Cương sử dụng mang theo nhiệt độ nóng cực cao. Lúc này thì vẫn còn hơn nửa canh giờ nữa thì mới đến giờ Dậu. Đối thủ đang dốc toàn lực tấn công, đối ván thì có hai lựa chọn. Một là cố gắng kéo dài thời gian, chịu đựng cho đến giờ Dậu với tổn thất nhỏ nhất. Hai là dốc hết sức lực đánh đến giờ Dậu. Và Trường Sinh đã lựa chọn cách thứ hai một cách không sáng suốt. Hắn thì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà Hoàng thượng giao phó một cách tốt nhất có thể, muốn làm rạng danh Long Hổ Sơn hết sức có thể, muốn thêm càng nhiều thành tích chiến thắng liên tiếp cho mình càng tốt. Tuy rằng là tư đồ Dương Cương ra chiêu nhanh chóng, Trường Sinh vẫn có thể né tránh dễ dàng, nhưng hắn không làm như vậy, mà vội vàng điều động huyền âm linh khí vào lòng bàn tay phải, trực tiếp đỡ liệt hỏa thần trưởng của tư đồ Dương Cương. Cả hai đều là linh khí màu lam nhạt, băng và lửa giao nhau, lạnh và nóng đối đầu. Sau một tiếng nổ trầm đục, cả hai đều lùi lại 3 bước, không ai chiếm được lợi thế. Tuy rằng cả hai bên đều là vì chủ nhân của mình, nhưng Trường Sinh không thể không thừa nhận thân pháp của tư đồ Dương Cương cực kỳ huyền diệu. Nếu như nói sự tấn công nhanh của hắn từ các hướng khác nhau và các chiêu thức khác nhau là một con mãnh hổ dũng mãnh, nhanh nhẹn, thì sự tiến thoái công thủ của tư đồ Dương Cương chính là một con đại bàng đang bay lượn. Đối mặt với cả sự tấn công quỷ quyệt của Trường Sinh, tư đồ Dương Cương mỗi lần đều có thể né tránh dễ dàng và quay đầu lại phản công được. Lúc đầu thì những người dưới đài còn có thể nhìn lờ mờ chiêu thức của hai người. Theo hai bên sử dụng thân pháp đến mức tối đa, ra chiêu cũng càng lúc càng nhanh hơn. Mọi người dưới đài đã không thể nhìn rõ hai người ra chiêu hóa giải như thế nào nữa. Thậm chí còn không nhìn rõ bóng dáng của hai người nữa. Vì tư đồ Dương Cương phần lớn thời gian đều lao xuống từ trên cao để mà tấn công. Còn Trường Sinh thì nghênh chiến từ dưới đất. Cuộc chiến của hai người trong mắt mọi người giống như là đại bàng đang chiến đấu với hổ, vừa hung hãn vừa nhanh chóng. Cách đánh nhanh đối nhanh như thế này là nguy hiểm nhất. Chỉ cần một bên sơ sẩy là sẽ bị thương và thua cuộc. Những người vây xem đều nín thở, hồi hộp yên lặng chờ đợi tình hình chiến đấu thay đổi. Tuy nhiên điều khiến cho tất cả mọi người không ngờ là cuộc tấn công nhanh như chớp này lại kéo dài, dài mãi mà không phân thắng bại. Không ai lộ ra sơ hở và không ai bị thương rời khỏi cuộc chơi. Cùng với cả một tiếng nổ trầm đục do linh khí va chạm, hai người cuối cùng cũng tách nhau ra, mỗi người đều lùi lại.
Đến lúc này thì những người vây xem mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên cũng đồng thời phát hiện ra hai người đối chiến thì không phải là không bị thương. Dù đạo bào của Trường Sinh hay là áo choàng đỏ của Tư Đồ Dương Cương đều đang bị rách nghiêm trọng. Thì ra là trong cuộc tấn công vừa rồi, hai người không phải là không có sơ hở, mà là liều mình bị thương để mà tấn công đối phương. Sau khi tách nhau ra, cả hai đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời, không còn nghi ngờ gì nữa, cả hai bên đều đang ước lượng thời gian. Đến lúc này thì Trường Sinh đã biết đối phương là phái Tư Đồ Dương Cương ra trận là vì liệt hỏa thần trường của người này có thể chống lại huyền âm chân khí của hắn. Hơn nữa thân pháp huyền diệu của tên này cũng có thể đối đầu với cả truy phong quỷ bộ của Trường Sinh. Nhưng Tư Đồ Dương Cương cùng lắm chỉ là có thể hòa với hắn, muốn chiến thắng Trường Sinh là điều tuyệt đối không thể. Sau khi vội vàng ngẩng đầu nhìn trời, Tư Đồ Dương Cương nhún vai vung tay gầm lên vận khí. Cùng với cả tiếng gầm lớn thì một đám lửa màu đỏ rực đột nhiên xuất hiện từ đỉnh đầu của hắn, sau đó lan ra trước sau bao phủ toàn thân của hắn. Thấy Tư Đồ Dương Cương toàn thân tắm trong biển lửa, mọi người dưới đài kinh hãi kêu lên kinh ngạc. Trường Sinh chứng kiến thì cũng vô cùng kinh hãi. Tuy hắn không biết Tư Đồ Dương Cương sử dụng võ công gì, nhưng mà biết hành động này nhất định là tuyệt chiêu của hắn. Biến cố đột ngột xảy ra thì Trường Sinh không đứng yên tại chỗ mà liền lao nhanh về phía trước, muốn nhân lúc đối phương chưa tụ đủ khí thế mà tấn công ngăn cản. Thấy Trường Sinh lao đến thì Tư Đồ Dương Cương không tiếp tục nghênh chiến mà nhanh chóng rời khỏi mặt đất, bay lên không trung để mà né tránh. Trường Sinh nhảy lên xoay người đá. Vì Tư Đồ Dương Cương bay lên nhanh chóng nên là cú đá này của hắn thì không trúng hắn mà lướt qua ngọn lửa do Tư Đồ Dương Cương tạo ra. Tuy mới chỉ lướt qua thôi nhưng chân phải của Trường Sinh đã bị lửa bén vào. Sau khi đáp xuống đất thì huyền âm chân khí vội vàng đi xuống huyệt Dũng Tuyền để mà dậm chân dập lửa. Ngay khi Trường Sinh dậm chân thì Tư Đồ Dương Cương đã từ trên không rơi xuống, hai trưởng cùng ra tấn công thẳng vào ngực của Trường Sinh. Ngọn lửa mà Tư Đồ Dương Cương tạo ra từ toàn thân thì có tác dụng tương tự như là kim trung cháo của Thích Huyền Minh, nhưng hiệu quả bảo vệ cơ thể thì lại vượt xa kim trung cháo. Có ngọn lửa bảo vệ, toàn thân của gã thì không có chỗ nào để mà tấn công được. Nếu muốn tấn công chỉ có thể dùng huyền âm chân khí ngưng tụ thành băng để mà bảo vệ cơ thể và cách nhiệt thôi. Lúc này thì hai trường lửa của Tư Đồ Dương Cương đã đến gần. Trường Sinh không kịp suy nghĩ nhiều, liền vội vàng điều động huyền âm chân khí từ hai tay và cẳng tay ngưng tụ thành băng để mà chống đỡ. Bốn trường chạm nhau, Trường Sinh hít một hơi lạnh. Không phải vì huyền âm chân khí của hắn không chống đỡ được liệt hỏa thần trường của đối phương, mà là linh khí của Tư Đồ Dương Cương vừa phát ra thì đã thu lại, ngoại phóng nội dẫn khiến cho bốn trường của hai người chạm nhau, lại biến thành thế cờ là so đấu linh khí. Khác với cả sự kinh ngạc của Trường Sinh thì Tư Đồ Dương Cương vào lúc này mũi phập phồng, mặt lộ vẻ dữ tợn. Đây chính là cục diện mà gã muốn thấy. Tư Đồ Dương Cương vừa điên cuồng thúc đẩy linh khí vừa cười lạnh. Chú Tước Sơn Trang trời sinh có huyết mạch ly hòa, há phàm phu tục tử như ngươi có thể so sánh được sao? Trường Sinh liền vội vàng thúc đẩy huyền âm chân khí để mà chống đỡ, đồng thời nhanh chóng nghĩ cách thoát thân. Đúng như Tư Đồ Dương Cương đã nói, huyết mạch của người này khác với người thường. Ngọn lửa cho hắn tạo ra rất là nóng. Tuy rằng huyền âm chân khí có thể chống đỡ, nhưng mà dù linh khí do Hỗn Nguyên Thần Công tụ lại bền bỉ thì Trường Sinh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng linh khí trong cơ thể đang tiêu hao một cách nhanh chóng. Mà Tư Đồ Dương Cương lúc này đã thu hồi ngọn lửa bên ngoài, ngọn lửa đỏ rực tụ lại hai trường điên cuồng mà tấn công Trường Sinh. Trong nháy mắt thì linh khí trong cơ thể Trường Sinh đã mất đến 3 phần. Theo tốc độ tiêu hao này thì nhiều nhất chỉ là nửa nén nhang nữa, linh khí ở trong cơ thể hắn sẽ cạn kiệt. Hắn phải nhanh chóng tìm cách thoát thân thôi. Tuy rằng võ công và tu vi linh khí của Trường Sinh tiến bộ nhanh chóng, nhưng dù sao cũng là thiếu kinh nghiệm thực chiến. Tình huống so đấu linh khí như thế này cũng là lần đầu tiên gặp phải. Nhưng có một điều hắn rất là rõ ràng, đó là khi so đấu linh khí, nếu thu công lùi lại thì linh khí của đối phương sẽ nhân cội mà xâm nhập, làm tổn thương phổi, trọng thương đan điền, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì mất mạng. Chỉ trong lúc suy nghĩ cấp bách này thì linh khí trong cơ thể đã mất thêm 2 phần nữa, vòng xoáy khí ở đan điền lại thu nhỏ lại, tình thế càng thêm nguy cấp, sống chết chỉ trong gang tấc mà thôi. Trường Sinh dù sao cũng còn nhỏ tuổi, trong lúc nguy cấp thì theo bản năng quay đầu nhìn Ni Thần Y. Ni Thần Y cũng phát hiện tình cảnh của Trường Sinh không ổn, đã sớm lo lắng đứng dậy. Nhưng nàng tuy lo lắng như lửa đốt, lại không thể cho Trường Sinh bất kỳ một ám hiệu hay sự giúp đỡ nào.
Ni Thần Y trong lòng lo lắng, sau khi nhìn Trường Sinh lại chuyển ánh mắt sang Tư Đồ Dương Cương, trong ánh mắt có chút do dự. Thấy Ni Thần Y nhìn Tư Đồ Dương Cương, hơn nữa trong ánh mắt có sự do dự, Trường Sinh lập tức đoán được Ni Thần Y đang do dự là có nên mở miệng cầu xin Tư Đồ Dương Cương hay không. Phát hiện điểm này thì lập tức khiến cho Trường Sinh tức giận. Là một thằng đàn ông, dù có phải chết đi nữa thì cũng không thể để cho người phụ nữ của mình cầu xin kẻ địch được. Nghĩ đến đây thì không nghĩ cách nào thoát thân nữa, mà chỉ nghĩ làm cách nào để mà đồng quy vô tận với cả kẻ thù mà thôi. Quả nhiên là cùng đường là lúc biến hóa. Trong lúc sinh tử lâm đầu này, Trường Sinh đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Lúc này là mình đang dùng huyền âm linh khí để mà chống lại liệt hỏa thần trường của đối phương, hai bên đối kháng tiêu hao lẫn nhau. Tuy nhiên nếu đổi thành thuần dương linh khí thì sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cũng không kịp cân nhắc suy nghĩ, hắn liền lập tức đảo ngược linh khí, biến huyền âm linh khí thành thuần dương linh khí. Làm sao mà Tư Đồ Dương Cương có thể ngờ rằng là huyền âm chân khí của Trường Sinh lại có thể đột nhiên chuyển hóa giữa lúc so đấu linh khí như vậy? Liệt hỏa thần trường mãn năng sử dụng, tuy có thể khắc chế được huyền âm chân khí của Trường Sinh, nhưng lại không thể chống lại được thuần dương linh khí do Hỗn Nguyên Thần Công tạo ra. Chưa kịp để hắn có phản ứng thì thuần dương linh khí đã phá vỡ cơ thể của hắn rồi xông thẳng vào đan điền. Đan điền là nguồn gốc của khí hải. Thuần dương linh khí vừa xâm nhập vào bên trong thì giống như là lửa cháy lan ra đồng cỏ, lập tức đốt cháy toàn bộ hỏa thuộc linh khí ở trong cơ thể của Tư Đồ Dương Cương. Cùng với cả một tiếng kêu thảm thiết của Tư Đồ Dương Cương thì hỏa thuộc linh khí ở trong cơ thể hắn từ từ bùng phát, ngọn lửa đỏ rực lan ra khắp toàn thân. Cũng do trước đó Tư Đồ Dương Cương đã có hành động bùng phát ngọn lửa từ bên ngoài cơ thể, cho nên khi người hắn lại bốc cháy lần nữa thì mọi người không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hắn đang tụ thế phát công. Nhưng chẳng mấy chốc thì mọi người phát hiện ra có điều bất thường, bởi vì Tư Đồ Dương Cương kêu lên thảm thiết, vừa kêu vừa chạy loạn xạ. Ngay tại khi mà mọi người đang ngạc nhiên và không hiểu chuyện gì xảy ra thì dưới đài lại có người hét lên: "Ôi ôi, không ổn rồi, Tư Đồ thiếu trang chủ tẩu hỏa nhập ma rồi." Người nói thì vẫn là người lùn đại đầu. Trên đời người sáng suốt không nhiều, phần lớn mọi người đều nghe tai này lọt tai kia, người ta nói gì thì nói theo. Nghe thấy lời của đại đầu nói thì mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cho rằng là Tư Đồ Dương Cương thật sự tẩu hỏa nhập ma, khí huyết loạn rồi. Trường Sinh là người gây ra chuyện này, tự nhiên là biết đại đầu làm như vậy là để đánh lạc hướng. Người này thì nhiều lần giúp hắn giải vây, Trường Sinh muốn gửi ánh mắt cảm ơn đến hắn, nhưng đại đầu quá nhỏ bé, lẫn ở trong đám đông thì không thể tìm thấy. Tư Đồ Dương Cương là người có tu vi động huyền, trong cơ thể có nhiều linh khí thuộc tính hỏa. Sau khi bị linh khí thuần dương của Trường Sinh đốt cháy, linh khí thuộc tính hỏa ngay lập tức mất kiểm soát và bùng nổ. Trong nháy mắt hắn đã biến dạng hoàn toàn, ngã xuống võ đài và tắt thở. Ngọn lửa thì vẫn tiếp tục cháy, một lúc sau thì da thịt biến mất, chỉ còn lại một đống xương trắng. Nhìn thấy Tư Đồ Dương Cương rơi vào kết cục như vậy, Trường Sinh cũng không khỏi đau lòng. Nhưng nghĩ kỹ lại, trước đó Tư Đồ Dương Cương cũng đã quyết tâm lấy mạng của hắn, không thể vừa mới thoát chết đã sinh lòng trắc ẩn, thương xót kẻ thù được. Trường Sinh lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này hẳn là giờ thân, khắc thứ tư. Một canh giờ có 8 khắc, khoảng nửa canh giờ nữa thì mới kết thúc tỷ võ. Thu hồi lại tầm mắt tập trung nội thị, hắn lập tức hít một hơi lạnh. Trước đó dùng huyền âm chân khí để mà chống đỡ lại liệt hỏa thần trưởng của Tư Đồ Dương Cương thì đã tiêu hao rất nhiều linh khí. Trước khi phản công còn lại 5 phần, sau khi phản công bằng thuần dương linh khí chỉ còn lại chưa đến 3 phần mà thôi. Mà kẻ đứng sau thì cũng biết thời gian cấp bách, không đợi cho ngọn lửa trên xương trắng của Tư Đồ Dương Cương tắt hẳn thì đã có người nhảy lên võ đài. Lúc trước ánh mắt của khán giả xung quanh vẫn còn đang đổ dồn vào Tư Đồ Dương Cương bị thiêu thành bạch cốt, lúc này đã chuyển sang võ đài. Khi mà nhìn rõ hình dáng của người thách đấu thì mọi người lập tức cười ầm cả lên, bởi vì cái người nhảy lên võ đài lại là một người lùn chỉ cao khoảng 3 thước. "Xin anh em giang hồ đừng có cười ta, đừng cười nữa." Đại đầu lúc này liên tục chắp tay với mọi người dưới đài. "Người xưa có câu rồi, đừng trông mặt mà bắt hình dong nhá. Các vị đừng thấy ta nhỏ con mà coi thường ta, ta là người có bản lĩnh đó." Đại đầu vừa nói xong thì có người dưới đài cười mà nói: "Tức cười chưa kìa. Ai chả biết cái tên người lùn nhà ngươi chỉ biết đến lợi ích,
ngươi lại định giở trò gì nữa đây hả? À thôi thì cũng chẳng dám múa rìu có mắt thợ. Chẳng là vừa rồi ta thấy tiểu đạo sĩ này suýt bị Tư Đồ thiếu trang chủ thiêu chết. Tuy rằng là có may mắn sống sót nhưng mà chắc là cũng mệt mỏi lắm rồi đây. Nên là đặc biệt thử lên đài xem có thể kiếm được ít lợi lộc gì hay không ý mà. Đại đầu cười mà nói: Thôi muốn đánh thì đánh đi, đừng lắm lời nữa. Có người dưới đài lạnh lùng thúc giục: Được, đánh ngay, đánh luôn chứ. Sau đó đại đầu bước về phía của Trường Sinh. Phần lớn thì người lùn thì đều là chân vòng kiềng, đại đầu cũng không ngoại lệ. Người khác 10 bước là tới, nhưng hắn lắc lắc lư lư, trái trái phải phải 30 bước thì mới tới. Mà tính ra thì 3 bước của người lùn cũng chỉ bằng 1 bước của người thường, cho nên khi mà đại đầu dừng lại cách Trường Sinh thì cũng chỉ khoảng 1 bước. Đại đầu liền đưa tay trái lên lau mũi, nhân tiện nói nhỏ: Này, tiểu đạo trưởng, ta sẽ dây dưa với ngươi một chút, ngươi hãy nhân cơ hội này nghỉ ngơi đi. Trường Sinh liền liếc nhìn đại đầu, sau đó lạnh lùng mà nói: Sao, tên lùn nhà ngươi muốn 200 lượng hay là 500 lượng đây? Đại đầu là biết Trường Sinh đang bảo vệ mình, liền ngẩng đầu cười khan: À thì xem nào, chắc là cũng không muốn 800 lượng đâu. Này, tên lùn, ngươi đang giúp hắn kéo dài thời gian sao? Dưới đài lại có tiếng chất vấn lạnh lùng. Đại đầu thì coi như không nghe thấy, quay đầu nhìn về phía của Ni Đại Phúc ở trên tường thành phía bắc. Ta báo danh, tên ta là Đại Đầu, là môn chủ của Thiên Tàn Môn. Ni Đại Phúc thì cau mày nhìn Ni Thần Y, thấy nàng không có phản ứng gì, liền gõ chiêng bắt đầu. Tiếng chiêng vừa vang lên thì Đại Đầu liền biến mất. Trên đài chỉ còn lại có Trường Sinh và một quả bóng tròn lăn nhanh. Quả bóng tròn đó thì chắc chắn là Đại Đầu đang co đầu rụt cổ. Nhưng mà quả thật là tên này lăn quá nhanh, Trường Sinh thậm chí còn không nhìn rõ hắn co lại thành bóng bằng tư thế nào nữa. Đại Đầu thì không có lượn vòng quanh Trường Sinh, mà là lăn lộn lung ta lung tung, không theo một quy tắc nào. 7 phần quấy rối, 3 phần tấn công. Mà cái gọi là tấn công cũng chỉ là lao nhanh tới, chứ không phải là chiêu thức tàn nhẫn gì cả. Trường Sinh thì trong lòng rất biết ơn Đại Đầu. Nhưng mà lúc này Đại Đầu đã bị đối phương để ý. Nếu dây dưa nữa với Đại Đầu quá lâu, sợ rằng sẽ mang đến tai họa chết người cho Đại Đầu. Vì vậy sau một hồi né tránh, hắn liền nhân cội đá bay Đại Đầu ra ngoài. Cùng là đá nhưng mà phát lực trước và phát lực sau thì khác biệt lớn. Cú đá này của Trường Sinh tuy đã bay Đại Đầu ra xa, nhưng không có làm tổn thương gân cốt của hắn. Tuy nhiên Đại Đầu sau khi mà ngã xuống đất thì liền ôm đầu ôm cổ, kêu gào thảm thiết lắm. Ôi ôi, chết rồi, gãy rồi, xương của ta gãy hết cả rồi. Trong lúc mà Đại Đầu đang giả vờ đau đớn thì có người nhảy lên võ đài. Người này thì vóc người trung bình, tướng mạo bình thường, mặc một bộ trường sam vải xám, tay không lên đài, không mang theo binh khí. Tuổi của người này thì hẳn là không chỉ là 30. Và để cho mình trông trẻ hơn thì người này là tạm thời cạo râu, râu mới cạo còn nhìn rõ. Do người này khi lên đài đã sử dụng thân pháp nên là có khí sắc lộ ra. Người này có linh khí thâm lam, tu vi đại động, là cao thủ nội công. Người này tự nhiên không phải nhân vật chính, đối phương phái người này ra rất có thể là để lãng phí linh khí còn lại không nhiều của hắn. Ây da, ui, cái chuyện của ta vẫn còn chưa xong đâu. Ôi, ây da, đau quá, xương của ta gãy hết cả rồi. Bây giờ tính sao đây? À. Tiếng của Đại Đầu ở dưới đài thì vẫn đang hét lớn. Mà nghe thấy tiếng kêu của hắn thì Ni Đại Phúc lớn tiếng tuyên bố Trường Sinh liên thắng. Do người thua cuộc có được bồi thường thuốc thang hay không là do người chiến thắng quyết định. Ni Đại Phúc bèn nhìn về phía của Trường Sinh. Trường Sinh thì muốn thưởng lớn, nhưng dưới con mắt của mọi người thì cũng không tiện làm quá lộ liễu, bèn thuận miệng mà nói: Không bị thương đến gân cốt, nhiều nhất là bị thương nhẹ mà thôi. Đại Đầu thì vốn nằm trên mặt đất, nghe thấy lời của Trường Sinh liền vội vàng bỏ dậy. Thương nhẹ cũng được, đưa tiền đây. Đại Đầu đi cà nhắc đòi tiền. Lúc này thì người trên đài cũng đã tự báo ra môn: Ta là Triệu Vô Danh, người Quan Trung. Triệu Vô Danh tự nhiên không phải tên thật của người đó. Trường Sinh cũng chẳng quan tâm người này là ai, hắn chỉ cần biết mục đích của đối phương là được. Người này vừa lên đài không ngoài hai mục đích: một là thăm dò hư thực, hai là tiêu hao linh khí của hắn. Tiếp sau đó là tiếng chiêng vang lên, Trường Sinh đứng yên không động, Triệu Vô Danh thì chủ động tấn công. Người này vừa ra tay thì Trường Sinh lập tức phát hiện ra manh mối.
Người này đã luyện công phu kiểu như là cầm nã thủ, cận chiến phản ứng cực kỳ nhanh. Mặc dù là tốc độ thân pháp không hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ tu vi linh khí, nhưng tu vi linh khí càng cao thì tốc độ phản ứng càng nhanh, thân pháp tự nhiên cũng sẽ nhanh hơn theo. Vì vậy về thân pháp thì Trường Sinh tuy không đến mức chịu thiệt, nhưng mà cũng không thể chiếm được lợi thế gì. Sau hai hiệp thì Trường Sinh phát hiện ra mình đoán không sai, người này thì vẫn luôn cố gắng so tài nội lực với hắn. Hiện tại trong cơ thể của Trường Sinh chỉ còn lại 3 phần linh khí, tuy rằng có thể chậm rãi khôi phục trong từng hơi thở, nhưng mà trong quá trình công thủ nhanh chóng như vậy thì linh khí khôi phục được căn bản không đủ để chống đỡ sự tiêu hao hiện tại. Thấy Trường Sinh luôn tránh so tài nội lực với mình, Triệu Vô Danh đã hiểu rõ, liền dốc toàn lực tấn công, không phòng thủ nữa, không cho Trường Sinh một chút thời gian thở dốc. Lại thêm vài hiệp nữa, Trường Sinh giành được tiên cơ bắt đầu tấn công. Chiêu thức của người này rất tàn nhẫn, nếu rằng co quá lâu e rằng sẽ có biến, phải nhanh chóng giải quyết người này. Ai cũng biết rằng là cầm nã thủ là loại công phu quyền cước khó luyện nhất. Sở dĩ khó luyện là vì cầm nã thủ phải xoay chuyển trọng tâm phạm vi hẹp. Bất kể là chiêu thức tấn công hay là chiêu thức phòng thủ đều phải hoàn thành trong thời gian cực ngắn. Hơn nữa tuổi thật của Triệu Vô Danh hẳn là trên 40. Sau nhiều năm rèn luyện, cầm nã thủ của hắn đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Ngay cả khi Trường Sinh sử dụng truy phong kỳ bộ đến mức cực hạn, dốc hết sức lực thì trong thời gian ngắn cũng không thể hạ gục được gã. Trong chốc lát thì hai người đã giao chiến hơn 10 hiệp. Khác với lúc trước đối công của Tư Đồ Dương Cương, trong hơn 10 hiệp này thì Triệu Vô Danh không đánh trúng Trường Sinh một quyền nào. Đồng thời bất kể là xoay người đá ngược hay là đánh bằng khuỷu tay, đầu gối thì tất cả các chiêu thức của Trường Sinh đều bị Triệu Vô Danh đỡ được và hóa giải, không trúng một chiêu nào. Khi mà linh khí không còn lại nhiều thì sự tiêu hao sẽ càng rõ ràng hơn. Đến lúc này thì linh khí còn lại trong cơ thể Trường Sinh đã hao tổn đến 2 phần rồi. Linh khí cũng giống như tiền tài, đều có thể khiến cho người ta an tâm và bình tĩnh. Thấy linh khí trong cơ thể mình dần dần cạn kiệt, Trường Sinh có chút sốt ruột. Nhưng dù trong lòng lo lắng, hắn cũng chỉ có thể tăng tốc tấn công. Đối phó với cao thủ nội ngoại kiêm tu như là Triệu Vô Danh thì không thể một chiêu là thành công được. Phải cần liên tục ra chiêu, từng chút một tích lũy ưu thế, cho đến cuối cùng đối phương phản ứng không kịp thì sẽ hoàn toàn thất thủ. Trong lúc mà nhanh chóng tấn công đó thì Trường Sinh không sử dụng huyền âm chân khí hay thuần dương linh khí. Không phải hắn không đỡ, mà là người luyện khí chưa đạt đến tử khí, thì linh khí không thể thoát ra ngoài cơ thể, cần phải đánh trúng đối thủ, huyền âm chân khí và thuần dương linh khí mới có hiệu quả. Mà lúc này hắn căn bản là không thể đánh trúng được người ta. Mọi việc trên đời có nuốt chửng cũng có gặm nhấm, có ào ạt cũng có nước chảy đá mòn. Theo sự tấn công liên tục của Trường Sinh, Triệu Vô Danh dần dần không kịp ứng phó, và sự chênh lệch trong việc ra chiêu dần dần tích lũy, từ tơ thành sợi, từ sợi thành lông, từ lông thành sợi nhỏ, từ sợi nhỏ thành phân, từ phân thành tấc, và cuối cùng từ tấc thành thước. Và một thước chênh lệch như vậy là đủ rồi. Lúc này, nắm đấm phải tụ lực đánh thẳng vào huyệt Kiến Lý ở dưới bụng của Triệu Vô Danh. Kiến Lý là nằm trên mạch nhâm, là huyệt chết. Cú đấm này của Trường Sinh được truyền linh khí, vừa nhanh vừa mạnh. Cũng do hai bên đang cận chiến, nắm đấm phải vừa ra đã đến trúng ngay huyệt Kiết Lý ở rốn của Triệu Vô Danh. Trên giang hồ có một câu là hắc hổ móc tim. Tim này không phải tim kia. Hắc hổ móc tim thì chính là tấn công vào huyệt Kiết Lý. Chỉ cần Kiết Lý bị đánh trúng thì lập tức phải mất mạng. Nhưng điều khiến Trường Sinh cũng không ngờ là cú đấm mạnh của hắn tuy là trúng ngay huyệt chết của đối phương rồi, nhưng mà Triệu Vô Danh chỉ lộ ra vẻ đau đớn chứ không lập tức chết. Chưa kịp để cho Trường Sinh phản ứng thì Triệu Vô Danh đã duỗi 10 ngón tay ra, biến móng vuốt thành trường, tấn công mạnh vào ngực trái và phải quán. Lúc này đối phương ở rất gần, Trường Sinh không thể né tránh, trong lúc nguy cấp cũng chỉ có thể dùng trường để mà đỡ. Như vậy thì lại đúng ý của đối phương, linh khí vừa ra đã thu lại, trở thành thế so tài linh khí. Trong khoảnh khắc bốn trường chạm nhau đó, Trường Sinh đã sử dụng huyền âm chân khí. Hai trường của Triệu Vô Danh lập tức bị hàn băng bao phủ. Mặc dù hai tay đã bị đóng băng, nhưng mà linh khí thâm lam của Triệu Vô Danh vẫn nhanh chóng dồn đến từ kinh mạch ở trên hai cánh tay của hắn. Trường Sinh bất lực chỉ có thể thúc giục linh khí tiếp tục đóng băng ngược dòng lại. Theo sự xâm nhập của huyền âm chân khí thì cẳng tay của Triệu Vô Danh cũng bị hàn băng bao phủ, sau đó là cánh tay. Ngay khi mà hai cánh tay của gã bị đóng băng hoàn toàn thì hai cây kim bạc lớn đột nhiên bay ra từ phía sau đầu của Triệu Vô Danh với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Kim bạc này vừa rời khỏi cơ thể,
Sinh khí của Triệu Vô Danh lập tức suy yếu, với ánh mắt không còn gì hối tiếc nhìn xuống phía dưới, sau đó ngửa đầu ngã xuống đất tắt thở. Đến lúc này thì Trường Sinh mới hiểu tại sao Triệu Vô Danh lại ra chiêu nhanh như vậy. Ngay cả khi bị đánh trúng huyệt chết thì vẫn có thể sống sót. Chỉ vì trước khi lên đài, hắn đã dùng kim bạc phong bế huyệt phong trì ở phía sau đầu, đẩy sinh khí và linh khí của mình đến cực hạn. Đây chính là cách lấy trứng gà giết gà, vét ao bắt cá. Có thể thấy người này trước khi mà lên đài đã có quyết tâm phải chết. Sau khi hoàn hồn lại, Trường Sinh vội vàng ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này mặt trời đã ngả về tây, còn hai khắc nữa thì mới đến giờ Dậu, tức là vẫn còn một nén nhang nữa. Mặc dù tỷ võ sắp kết thúc, nhưng mà Trường Sinh lại không hề vui mừng, bởi vì việc đóng băng Triệu Vô Danh thì đã tiêu hao hết chút linh khí còn lại của hắn. Không còn một chút tu vi linh khí nào, hắn không thể chống đỡ nổi một nén nhang cuối cùng này được. Lại nọ. Quay trở lại thì Ni Đại Phúc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy Triệu Vô Danh ngã xuống đất mà chết thì trong lòng cảm thấy vui mừng, vội vàng tuyên bố Trường Sinh lại thắng thêm một trận nữa. Trường Sinh có nỗi khổ riêng. Trước khi chết thì Triệu Vô Danh đã nhìn xuống đài một cái. Hắn ở gần Triệu Vô Danh, nhìn thấy rõ ràng trong mắt hắn là sự không hối tiếc và hoàn thành nhiệm vụ. Điều này chứng tỏ rằng kẻ chủ mưu cuối cùng đang ở dưới đài. Sau khi nhận được ám hiệu của Triệu Vô Danh, người này sẽ lập tức lên đài, nhân lúc hắn yếu đuối mà giết hắn để mà giành thắng lợi. Quả nhiên sau khi mà Ni Đại Phúc vừa công bố hắn thắng, thì từ trong đám đông bước ra một nam tử trẻ tuổi đi lên đài. Trường Sinh cau mày nhìn xuống, thấy người này tuổi chừng khoảng 30, thân hình cao lớn vạm vỡ, mặt vuông chữ điền. Trên má trái có một vết sẹo dài do đao chém. Người này mang theo binh khí lên đài. Mà binh khí hắn sử dụng thì không phải là đao kiếm mà người trong giang hồ thường dùng, mà lại là một cây trường thương dài khoảng 1 trượng 8, thân thương lạnh lẽo, chắc chắn là bằng thép tốt. Lúc mà người này kéo thương lên đài thì dưới đài có người nhận ra hắn. Ôi ôi, má trái có sẹo, lại dùng trường thương. Người này chẳng phải là Trấn Đông tướng quân Dương Thủ Nghĩa hay sao? Cái gì? Hắn không phải là con nuôi của Dương Công Công hay sao? Chắc là hắn rồi. Nghe mọi người dưới đài bàn tán, Trường Sinh chợt hiểu ra. Tuy rằng hắn không biết là Dương Công Công là ai, nhưng biết Công Công chính là thái giám. Phỏng đoán trước đó của hắn không sai. Người mà muốn cưới Ni Thần Y chiếm đoạt tài sản của nhà họ Ni quả nhiên là phe cánh của hoạn quan. Mà Dương Thủ Nghĩa này nếu là con nuôi của Dương Công Công đó thì chắc chắn là người được sắp đặt sẵn để mà cưới Ni Thần Y. Nhìn Dương Thủ Nghĩa bước lên đài, Trường Sinh lạnh toát cả người. Lúc này thì linh khí của hắn đã hoàn toàn cạn kiệt. Hơn nữa hắn đã đánh cả ngày, thể lực đã cạn kiệt, hoàn toàn dựa vào linh khí chống đỡ. Bây giờ linh khí đã hết thì sự mệt mỏi hiện rõ. Đừng nói là Dương Thủ Nghĩa này nhất định sẽ có tu vi linh khí, mà dù là một võ tướng bình thường, hắn cũng không phải đối thủ của người ta nữa. Ngay tại khi mà Dương Thủ Nghĩa sắp bước lên võ đài thì một bóng người đột nhiên từ trong đám đông nhảy lên, đáp xuống võ đài trước Dương Thủ Nghĩa. Dương Thủ Nghĩa chỉ còn cách 2 bậc thang thì đã bị người ta vượt mặt. Chờ nhìn rõ người lên đài, Trường Sinh cau mày lại, bởi vì cái người lên đài thì không phải ai khác, lại là Dương Khai mà hắn vừa mới quen biết không lâu. Lúc này Trường Sinh cảm thấy ngũ vị tạp trần. Hắn không ngờ rằng Dương Khai lại lên đài. Dương Khai rõ ràng biết quan hệ giữa hắn và Ni Thần Y. Hơn nữa sư phụ của Dương Khai là Cổ Diễn, còn được hắn chữa khỏi. Hắn không hiểu tại sao Dương Khai lại lên đài như vậy. Thấy Dương Khai lên đài thì Dương Thủ Nghĩa tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, giơ thương lên mắng. Còn mẹ kiếp, đồ của lão tử mà ngươi cũng dám cướp sao? Tên đồ con nhà ngươi, ăn nói cho cẩn thận vào, là ta lên đài trước, Dương Khai nói. Dương Thủ Nghĩa và những người khác bày mưu tính kế, không từ thủ đoạn, chết mấy cao thủ, cuối cùng cũng vặt sạch lông vịt, chỉ chờ cho vào nồi. Giờ đây lại bị người khác cướp mất, thì sự tức giận ở trong lòng của Dương Thủ Nghĩa có thể tưởng tượng được. Cũng không quan tâm đến quy tắc tỷ võ nữa, trực tiếp bước lên đài. Mẹ kiếp, người cút xuống cho lão tử. Tất nhiên là không phải ai cũng sợ hoạn quan. Quán chủ bắt quái quan Âu Quan Thanh, một trong 3 ban giám khảo, trầm giọng mà nói. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, chàng trai trẻ dùng thương, ngươi thật sự chậm hơn nửa nhịp rồi, đừng có làm loạn nữa.
Dương Thủ Nghĩa thì vẫn có chút kiêng dè Âu Quan Thanh, nghe vậy tức giận dừng lại. Nhưng cứ thế rời đi thì hắn không cam lòng. Tiểu tử, ngươi xuống đi, ta cho ngươi 5.000 lượng. Ta không cần, Dương Khai lắc đầu nói. Vậy thì 1.000.000. Dương Thủ Nghĩa lớn tiếng tăng giá. Dương Khai từ từ lắc đầu. Dương Thủ Nghĩa còn định nói gì đó, nhưng Âu Quan Thanh đã nghiêm nghị đứng dậy. Bần đạo được chủ nhà nhờ vả, đến đây làm giám khảo. Nếu ngươi không lui xuống, bần đạo sẽ đích thân ra tay mời ngươi xuống đó. Nghe Âu Quan Thanh nói, Dương Thủ Nghĩa tức giận dậm chân. Dù không cam lòng thì cũng chỉ có thể chửi bới rồi rời đi. Người đến xin hãy báo sư môn và tên họ. Lý Đại Phúc làm theo lệ hỏi. Ta, Dương Khai của Thanh Vân Sơn. Dương Khai trả lời. Này này, cái thanh niên vừa mới lên đài kia. Ngươi phải nhớ rằng làm người không thể mất lương tâm được. Trong đám đông lại truyền đến giọng nói của đại đầu người lùn. Hắn thì biết rằng Dương Khai đi theo Trường Sinh, biết hai người là bạn. Ni Đại Phúc thì đã nhìn ra tình hình bất lợi cho Trường Sinh. Nhưng trước mắt bao nhiêu người, hắn cũng không thể trì hoãn vô cớ. Chỉ đành lấy lư hương và hương đã chuẩn bị sẵn đốt lên cho mọi người xem, sau đó gõ chiêng bắt đầu. Tiếng chuông vừa mới vang lên thì Dương Khai bước về phía Trường Sinh. Xin hỏi có phải linh khí của ngươi vừa rồi đã cạn kiệt, phải không? Dương Khai thì vẫn luôn sống nương tựa vào Cổ Diễn bị điên. Hoàn cảnh tồi tệ khiến cho hắn khép kín ít nói. Giọng điệu nói chuyện lần này cũng rất là bình tĩnh. Trường Sinh gật đầu. Tuy quen biết Dương Khai chưa lâu, nhưng hắn cũng có chút hiểu biết về Dương Khai. Dương Khai này thật sự không giống người vong ân bội nghĩa. Hơn nữa nghe giọng điệu quán hình như là cũng không có định tranh giành Ni Thần Y với cả Trường Sinh. Mà nghe Trường Sinh nói thì Dương Khai liền giơ hai tay lên, hai lòng bàn tay hướng về phía trước. Nào, để ta truyền chút linh khí cho huynh. Trường Sinh nghe vậy kinh ngạc, hắn không ngờ Dương Khai lần này lên đài lại để truyền linh khí cho hắn. Thấy Trường Sinh cau mày không động đậy, Dương Khai liền nói: Yên tâm đi, Chu Thiên Thần Công có thể truyền linh khí. Hãy đối trưởng với ta, ta sẽ truyền linh khí cho huynh. Giọng Dương Khai rất nhỏ, mọi người dưới đài không nghe thấy hắn nói gì. Thì hắn giơ hai tay ra đứng yên không động, chỉ cho là hắn đang làm trò, liền la ó thúc giục. Mà nghe thấy Dương Khai nói vậy thì Trường Sinh trong lòng cảm động lắm, lắc đầu mà nói: Dương đại ca, đa tạ huynh, nhưng pháp môn luyện khí của ta khác với mọi người, linh khí của huynh thì ta không dùng được đâu. Yên tâm đi, Chu Thiên Thần Công vận hành chu thiên, linh khí thu được là tiên thiên linh khí, bất kể là tâm pháp luyện khí nào cũng có thể sử dụng được đó. Dương Khai nói. Nghe Dương Khai nói, Trường Sinh trong lòng giật mình. Lại nghĩ đến lúc trước khi mà chữa bệnh cho Cổ Diễn thì cũng đã từng kiểm tra kinh mạch của Cổ Diễn. Linh khí ở trong cơ thể Cổ Diễn cũng vận hành trong 12 kinh mạch, có điểm tương đồng với Hỗn Nguyên Thần Công của hắn. Sau một hồi trầm tư ngắn ngủi, Trường Sinh liền giơ hai tay ra đối với cả Dương Khai. Trong thời khắc sinh tử, dù có khả thi hay không thì cũng chỉ có thể thử một lần. Bốn trường chạm nhau, Trường Sinh liền lập tức cảm thấy một lượng lớn linh khí từ huyệt lao cung ở trong hai lòng bàn tay của Dương Khai tuôn ra. Dương Khai nói không sai, quả thật là linh khí do Chu Thiên Thần Công phát ra quả thật là tiên thiên linh khí. Khác với hậu thiên linh khí âm dương hòa hợp, tiên thiên linh khí không phân âm dương, ai cũng có thể tiếp nhận và sử dụng. Trong lúc mà truyền linh khí thì Dương Khai thong thả nói: Ta vốn định làm kín đáo hơn một chút, nhưng Chu Thiên Thần Công của ta chỉ mới là tiểu thành, linh khí chỉ có thể truyền từ huyệt lao cung mà thôi. Trường Sinh cũng có thể nói chuyện: Dương đại ca, thật sự là cảm ơn huynh. Dương Khai không nói gì nữa, hít sâu một hơi tăng tốc chuyển linh khí. Một lát sau thì Dương Khai đã cạn kiệt linh khí, buông tay xuống. Hết rồi, huynh cẩn thận đó. Trường Sinh trong lòng cảm động lắm, vốn định nói thêm lời cảm ơn, nhưng chưa kịp mở miệng thì Dương Khai đã quay người bước xuống võ đài. Đại địch đang ở trước mắt, Trường Sinh cũng không thể phân tâm cảm khái. Sau khi mà tiễn Dương Khai xuống đài, liền lập tức tập trung đội thị. Dương Khai chỉ có tu vi thăng huyền. Nếu là tu vi động huyền bình thường, Dương Khai có thể bổ sung khoảng 7 phần. Nhưng Hỗn Nguyên Thần Công khiến dung lượng khí hải tăng lên. Sau khi mà Dương Khai truyền hết thì đã bổ sung choán khoảng 4 phần linh khí. Mà chỉ còn một nén nhang nữa thì 4 phần linh khí như vậy cũng là đủ rồi. Chưa đợi cho Dương Khai đi xuống hết bậc thang thì Dương Thủ Nghĩa đã xông lên. Gặp Dương Khai giữa đường liền tung chân đá xuống bậc thang. Mẹ kiếp,
Chết đi, cái thứ không biết sống chết. Dương Khai thì đang cạn kiệt linh khí không thể né tránh, lăn xuống bậc thang. Trường Sinh thấy vậy vội vàng nói lớn với cả Ly Thần Y: Hãy phái người bảo vệ hắn. Ly Thần Y nghe vậy vội vàng chỉ huy hộ vệ gần đó xông vào trong đám đông. Đúng lúc này thì lại có biến cố. Một người từ dưới đài vận khí nhảy lên đáp xuống bậc thang cuối cùng, đưa tay ngăn cản Dương Thủ Nghĩa đang lao lên. Thấy người này có khí thế màu tím nhạt, Trường Sinh liền vội vàng nhìn về phía người này. Tuy người này che mặt bằng khăn, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra chính là thái giám trẻ tuổi đã nhìn hắn từ trên lầu thành hôm vào thành. Hôm đó thì đã từng nhìn thẳng vào mắt đối phương và rất rõ cái ánh mắt của người đó. Lúc này thì người này không mặc quan phục thái giám mà mặc một bộ áo choàng màu trắng. Dương Tướng Quân, ngươi không thể lên được. Thái giám trẻ tuổi nói nhỏ. Tại sao không thể lên được chứ? Dương Thủ Nghĩa nói. Ngươi không phải đối thủ của hắn nữa đâu. Thái giám trẻ tuổi lắc đầu. Dương Thủ Nghĩa là một võ phu, có dũng không mưu, nhỏ giọng mà hỏi. Nhưng không phải ngươi nói linh khí của hắn đã cạn kiệt rồi sao? Còn sợ hắn làm gì chứ? Thái giám trẻ tuổi ghé tai nói nhỏ. Cái người thiếu niên vừa lên đài đến từ Thanh Vân Sơn. Chu Thiên Thần Công của Thanh Vân Sơn có thể lấy linh khí của người khác làm của mình, và cũng có thể truyền công để giúp người khác. Hắn lúc nãy đã được người khác truyền linh khí, ngươi đánh không lại hắn đâu. Dương Thủ Nghĩa tức giận vô cùng. Mẹ kiếp, ta đã nói là không đánh nữa, nhưng các ngươi cứ nhất quyết là phải đánh. Lại còn nói gì mà đánh thắng chỉ để hắn lấy tiền chuộc người chứ. Bây giờ phải làm sao bây giờ? Không sao, để ta. Thái giám trẻ tuổi nói nhỏ. À, ngươi lại còn muốn nữ nhân làm cái gì nữa hả? Dương Thủ Nghĩa nhíu mày không vui. Ai già, ta hiểu rồi. Ngươi không cho ta đánh mà tự mình muốn lên chứ gì? Dương Thủ Nghĩa nói đến đây thì đột nhiên quay đầu nhìn về phía tây rồi hét lên. Ui chà, nhìn kìa. Thái giám trẻ tuổi thì không nghi ngờ gì, nhìn theo ánh mắt của hắn về phía tây. Ngay khi thái giám trẻ tuổi quay đầu nhìn thì Dương Thủ Nghĩa đã nhân lúc hắn không để ý mà nhảy lên võ đài. Đợi cho thái giám trẻ tuổi kịp phản ứng thì Dương Thủ Nghĩa đã đứng trên đài rồi. Tuy rằng thái giám trẻ tuổi tức giận đến mức ngũ tạng bốc cháy, nhưng đã không thể làm gì được nữa, chỉ có thể trừng mắt nhìn Dương Thủ Nghĩa một cái, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đất lẫn vào trong đám đông. Trường Sinh thì ở gần đó nghe rõ ràng cuộc trò chuyện của hai người vừa rồi. Thấy Dương Thủ Nghĩa lừa thái giám trẻ tuổi tự mình chạy lên võ đài thì mừng rỡ lắm. Thật sự là phải cảm ơn cái tên ngu ngốc này, tự cao tự đại. Nếu như là để thái giám trẻ tuổi đó lên đài, hắn thật sự là chưa chắc phải đối thủ của người đó. Mà cái tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển Dương Thủ Nghĩa thì không biết Trường Sinh đang nghĩ gì. Sau khi lên đài liền hét lớn với cả Ni Thần Y. Ta là Trấn Đông Tướng Quân Dương Thủ Nghĩa, rất là ngưỡng mộ đại tiểu thư từ lâu rồi, đặc biệt đến đây để mà tỉ thí. Ni Thần Y thì vốn đang cúi đầu nhìn hộ vệ dìu Dương Khai vào sân, giờ nghe Dương Thủ Nghĩa hô lên thì tỏ vẻ chán ghét lắm, trở lại ngồi chỗ rồi đội khăn van lên. Dương Thủ Nghĩa bị bẽ mặt, quay đầu lại nhìn Ni Đại Phúc thúc giục một cách khó chịu. Này, ngươi ra đó làm gì? Gõ chiêng bắt đầu đi. Ni Đại Phúc thì không để đến hắn, lại công bố Trường Sinh thắng liên tiếp rồi mới gõ chiêng. Mà tiếng chiêng vừa vang lên thì Dương Thủ Nghĩa đã lập tức giơ thương đâm tới. Người này tuy là tướng quân trong quân đội, nhưng mà cũng là người luyện khí, linh khí thâm hồng, tu vi thăng huyền. Một cây trường thương cũng được sử dụng rất là thuần thục. Chắc là do chinh chiến xa trường quanh năm, chém giết giữa đám địch, thương pháp luyện được công thủ toàn diện, ít có sơ hở. Trường Sinh tất nhiên là sẽ không ngu ngốc đến mức mà lập tức đánh hắn xuống đài, mà chỉ né tránh rồi thong thả tiến thoái. Thấy hương càng ngày càng cháy ngắn, Dương Thủ Nghĩa rất là sốt ruột, hét lớn liều mạng tấn công. Tuy nhiên càng nóng vội, càng nhiều sơ hở, nhưng mà Trường Sinh thì vẫn không vội ra tay, mà nhân cơ hội suy nghĩ trong đầu là có nên tha mạng cho tên ngu si này hay không. Tên này thì tứ chi phát triển, nhưng mà đầu óc thì ngu si, đã vô tình giúp hắn rất là nhiều. Đây là hắn không muốn giết người này, nhưng thánh chỉ đã ở trước mặt, hắn cũng không thể dễ dàng tha cho người này được. Sau khi trầm ngâm thì cuối cùng là cũng quyết định vào thời khắc cuối cùng sẽ ra đòn nặng, còn sống chết thì tùy vào số phận của hắn thôi. Cứ như vậy mà thời gian trôi qua, cuối cùng thì đoạn hương cuối cùng cũng đã rơi xuống. Trường Sinh liền xoay người, sau đó dùng lực tung chân đá bay Dương Thủ Nghĩa ra ngoài. Cũng đồng thời lúc này tiếng chiêng vang lên.
đã đến giờ Dậu, tam sinh đạo trưởng của Long Hồ Sơn thắng liên tiếp và là người chiến thắng cuối cùng.